Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món thạch sữa chua Nha Đam. Ăn cho nó đẹp ra nhé. Đây là nguyên liệu này. Sữa tươi, có đường hay không đường đều được, dùng 2 bọc. Sữa chua dùng 4 hộp, 2 hộp cũng được. Nhưng mà mình thích nó chua thì mình làm 4 hộp cho nó chua chua một tí. Sữa đặc thì mình dùng 150ml. Rau câu một gói, mình dùng loại này. Vẫn dùng loại này. Ở đây thì bữa nay mình làm thì mình không có dùng nước. Nhưng mà không dùng nước với cả không dùng đường. Nhưng mà cái bột rau câu này mình không đảo với đường, thì chút xíu nữa mình cho vào nó bị vón cục, kiểu vón óc trâu ấy. Nên là ở đây mình dùng 50-60ml nước. Mình ngâm cái gói rau câu của mình trước rồi. Đây. Đấy, làm thạch là như là mình dùng những nguyên liệu đấy. Còn đây là muối để mình làm cái phần Nha Đam. Bây giờ mình đi làm cái phần này trước. Cái phần này hơi rắc rối một tí. Rồi, chuẩn bị đây cho mình một thau nước nha. Muối. Thêm tí nữa đi. Cái này chủ yếu là làm cho nó hết nhớt ấy. Nhưng mà nó nhiều cục đoạn lắm, bởi vì nó rất là nhiều nhớt. Cái này mình dùng chanh cũng được nhé. Nhưng mà không có chanh thì mình dùng tắc. Tắc chanh thì cũng được. Thơm lắm, tắc thơm lắm. Thì mình cho 4 quả đi. Bởi vì quả tắc nó nhỏ mà. Rồi, đảo đều lên. Nha Đam. Bây giờ thì mình đi gọt vỏ này. Canh Nha Đam này nó nhớt nên là hơi rắc rối. Nhớt với cả đắng. Đây là cái phần Nha Đam mà mình đã gọt hết vỏ ra rồi đây. Gọt hết cái phần vỏ xanh đi luôn nhé. Mình ngâm ở trong cái nước tắc muối này được 4-5 phút. Thì nó cũng bớt nhớt rồi chứ nó chưa hết đâu. Có cái này thì nó hết ở bên ngoài này. Nó đỡ cái phần nhớt đi rồi. Rồi, giờ tiếp tục nhé. Bây giờ mình sẽ đi mình thái nhỏ nó ra. Đây là cái phần Nha Đam mình thu được đây này. Làm cũng không lâu lắm. Giờ cho muối này. Nhiều xíu. Nếu ai sờ vào nhựa Nha Đam bị ngứa thì mình nên dùng đeo bao tay nhé. Lắm người động vào cái nhựa Nha Đam này nó bị ngứa, giống kiểu bị dị ứng ấy. Cái này mình bóp nhẹ nhẹ thôi nhé. Bóp ra bọt thôi. Bóp cái này là để cho nó hết nhớt và hết đắng. Bóp tầm 2-3 phút một lần. Đó, nó ra cái rổ. Mình sẽ đi rửa nó. Cứ mỗi lần bóp xong thì mình sẽ rửa nó lại một lần nhé. Rửa nó đi một lần. Bây giờ mình
Bây giờ mình sẽ đi mình bóp lần cuối nhé. Mình bóp lần này là lần thứ 3 đấy. Lần này thì mình sẽ bắt thêm tắc này. Cái phần nha đam của mình làm nó có nhanh sạch hay không, mà nó có hết nhớt hẳn luôn hay không là cũng do lúc mình thái nó. Mình thái nhỏ thôi mọi người ạ. Lúc mình thái thì mình thái nó nhỏ như thế này thôi này. Mọi người thái to thì nó lâu hết nhớt lắm. Mình bóp 2-3 lần thì nó chỉ hết nhớt ở cái phần bề mặt bên ngoài thôi. Còn cái viên nha đam của mình nó to quá là cái phần nhớt bên trong nó vẫn chưa nhả hết ra. Nên là mình thái nhỏ như thế này thôi này. Mình mất công cái lúc thái nhưng mà cái lúc mà mình sơ chế muối với chanh tắc như thế này thì nó nhanh hết nhớt. Chứ mình để viên to thì nó không sạch được đâu. Mình ăn nó vẫn còn nhớt. Nên là đừng có thái to nha. Miếng nào dày thì mình cũng lạng mỏng ra rồi mình thái nhỏ. Đấy, thái nhỏ như này luôn này. Nó không nát được đâu. Nó dài lắm. Nhưng đừng có bóp mạnh quá là nó nát như tương thật đấy. Rồi, mình bóp lần cuối này mình thấy nó cái viên nha đam của mình nó cũng rít lại rồi. Như thế này là ok này. Cái phần nha đam sau khi mình sơ chế xong cho nó hết nhớt thì mọi người chuẩn bị cho một nồi nước sôi nhé. Lúc này là mình để cái mức lửa to nhất đấy. Mình đổ cái phần nha đam của mình vào đây. Ok. Vẫn để mức lửa to nhất nha. Mình sẽ nấu cho đến khi nó sôi sục lại thì mình sẽ tắt bếp. Rồi, tắt bếp. Mọi người chuẩn bị sẵn cho mình một tô nước đá nhé. Lạnh thật lạnh. Mình vớt cái phần rau. Quên. Vớt phần rau câu. Vớt cái phần nha đam ra cho luôn vào nồi nước đá. Cho luôn vào cái tô nước đá bên cạnh này. Mọi người thấy cái hạt nha đam của mình thái nhỏ không? Thái nó nhỏ thôi mình làm nó nhanh. Mà bảo đảm là nó hết nhớt, hết đắng. Chứ thái to là không ổn rồi đấy. Thái to thì nó rất khó hết nhớt. Cái phần nha đam này mình ngâm trong nước đá tầm 2 phút nhé. Mình sẽ vớt nó ra cho nó ráo nước. Ok. Mình sẽ để nó sang cái tô này. Vậy là xong phần nha đam nhé. Bây giờ mình chuyển qua cái phần thạch này. Cho sữa tươi. Cái này là mình dùng loại có đường nhé. Sữa đặc luôn. Cái lượng ngọt và cái lượng chua thì mọi người ăn như thế nào thì mọi người cứ điều chỉnh như vậy nhé. Thích chua ít thì bớt sữa chua, thích ngọt ít thì bớt sữa đặc. Cái phần sữa chua này cũng có đường luôn. Mình để nó ở ngoài đấy, không phải để ở trong ngăn mát đâu. Đây là cái phần thạch sữa chua của mình. Mình đã cho ra một cái nồi như thế này. Lúc đầu thì cái phần thạch nó cứ đông thành miếng như thế này, nhưng một chút xíu nó nóng thì nó sẽ tan ra nhé. Cái phần thạch sữa chua của mình nó đã sôi lên ở đây. Sôi trở lại.
Cái phần rau câu mình ngâm ít nước như vậy thì lúc mà nó ngấm nước thì mọi người có thể đem nấu ngay nhé, đừng có ngâm lâu quá. Ngâm lâu quá nó vón cục, lúc mình nấu nó sẽ rất là khó tan. Còn nếu không thì mình giảm cái lượng đường xuống, à mình giảm cái lượng sữa đặc xuống để mình lấy đường mình trộn với bột rau câu thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mà nếu mình ngâm nước mà nó bị vón cục như thế thì mình dùng lây, mình dùng cái rây mình lược là nó hết nhé mọi người. Ok, khi nó sôi như thế này là được rồi. Tắt bếp. Mình sẽ cho cái phần rau, à quên, cho cái phần nha đam của mình vào. Thơm lắm, cái mùi sữa chua nó lên rất là thơm. Xong cái này mình đợi cho nó nguội, cái này cũng khá nguội, à cũng khá lâu nguội đấy. Đây là hai cái phần thạch sữa chua mình mới lấy trong ngăn mát ở đây. Cái này là mình đã để mát qua đêm nhá, chiều qua làm xong muộn quá, để mà nó không kịp mát. Lấy ra hai khay luôn, mình lấy ra cái khay thì nó dễ lắm. Đấy, thực ra là mình đã nậy nó ra trước rồi nên nó mới dễ như vậy. Ok, phần thạch mình đã cắt ra đây, ăn thử miếng nhé, nó khô lắm mọi người, bởi vì là cái phần rau câu mình, phần rau câu sữa chua này mình không nấu, mình nấu mà không có nước ấy, mình chỉ dùng sữa thôi, nên là cái món thạch của mình bữa nay nó rất là khô, mình thái mà nó vẫn không ra nước. Và mọi người ăn thử miếng nhá, thơm lắm. Bây giờ mình gỡ nó ra, nó chỉ có thơm cái mùi của sữa chua thôi. Ăn rất là chắc, hơi chua chua, ngọt vừa. Cái phần nha đam rất là giòn nhá, không nhớt. Cái phần nha đam rất là giòn nhé, không nhớt nhé mọi người. Đấy, mọi người nhìn cái hạt nha đam không? Mình thái nhỏ thôi thì mình làm nó mới sạch nhớt được. Còn mình thái to là nó rất là khó hết. Cái phần thạch sữa này mình lúc mình nấu là mọi người cần để ý nhé, nó chỉ cần hơi lăn tăn lên là được, chứ mình nấu sôi bởi vì có cả sữa chua nữa nên là nó sẽ bị lợn cợn ấy. Nhìn nó kiểu mặn mặn đấy, ăn mát lắm, nó chỉ còn toàn vị sữa chua thôi. Nếu như mà mọi người thích ăn ngọt thêm thì có thể cho thêm sữa đặc. Lúc mình nấu mình cho 150. Mọi người có thể ăn cho ngọt thêm thì cho tầm 180 cũng được. 180 là mình thấy cũng ngọt rồi đấy, ok rồi đấy. Còn nếu ăn vừa vừa thì mình cho 150 thôi, 150, 160. Thạch mà khô roang. Video làm món thạch sữa chua nha đam của mình đến đây kết thúc nhé. Nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé mọi người. Hẹn mọi người video sau nha.